Số 764, Phật thuyết Pháp tập danh số kinh. Hán dịch đại thư Si Hộ, người đời Tống. Cuối đầu đảnh lễ chư Phật, bậc đại trí nhất thiết trí, thầy của trời người, vô lượng vô biên Pháp, các vị có tập danh số chánh Pháp. Trước xin đảnh lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Ba thừa là gì? Đó là Đại thừa, Duyên giác thừa, Thanh văn thừa. Bảy sự cúng dường tối thượng là gì? Đó là lễ bái, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, khuyến tỉnh, phát nguyện, hồi hướng. Ba pháp căn bản là gì? Đó là phát tâm bồ đề, tâm thanh tịnh, tự tánh không, đoạn trừ ngã kiến. Mười ba la mật là gì? Đó là bố thí, địa giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện, nguyện, lực, trí. Mười tám không là gì? Đó là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, nhất thiết pháp không, bản tánh không, tự tướng không, vô tướng không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Bốn tâm vô lượng là gì? Đó là từ bi hỷ xả vô lượng. Bốn nhiếp pháp là gì? Đó là bố thí, án ngữ, lợi hành, đồng sự. Năm thông là gì? Đó là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần cảnh. Bốn thánh đế là gì? Đó là khổ tập diệt đạo đế. Năm uẩn là gì? Đó là sắc thọ tưởng hành thức uẩn. Năm uẩn xuất thế là gì? Đó là giới định tuệ giải thoát tri kiến uẩn. 12 nhân duyên sinh là gì? Đó là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập xúc thọ ái, thủ hữu sinh lão tử. 37 pháp bồ đề là gì? Đó là bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo. Bốn niệm xứ là gì? Đó là quán thân, thân niệm xứ, quán thọ, thọ niệm xứ, quán tâm, tâm niệm xứ, quán pháp niệm xứ. Bốn chánh đoạn là gì? Đó là không cho các pháp ác chưa sinh được sinh, đoạn trừ pháp ác đã sinh, pháp phát sinh, pháp lành chưa sinh, tăng trưởng pháp lành đã sinh, chân thật không hư dối, phát tâm tinh tấn để đạt viên mãn. Bốn thần túc là gì? Đó là tập định đoạn hành cụ thần túc, tâm định đoạn hành cụ thần túc, tinh tấn định đoạn hành cụ thần túc, ngã định đoạn hành cụ thần túc. Năm căn là gì? Đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Năm lực là gì? Đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Bảy bồ đề phần là gì? Đó là niệm bồ đề phần, trạch pháp bồ đề phần, tinh tấn bồ đề phần, hỷ bồ đề phần, khinh an bồ đề phần, định bồ đề phần, xả bồ đề phần. Tám thánh đạo là gì? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như thế là 37 pháp phần bồ đề. Bốn pháp chủng là gì? Đó là chánh lợi, chánh văn, chánh trí, chánh thức. Sáu niệm là gì? Đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Bốn pháp ấn là gì? Đó là các hành vô thường, các hành đều khổ, các pháp vô ngã, niết bàn, tịch tỉnh. Mười nghiệp thiện là gì? Đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác, không nói thêu dệt, không tham, không sân, không si. Bốn phiền não căn bản là gì? Đó là tham, sân, si, ngã mạn. Năm kiến là gì? Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, kiến. Bốn lậu là gì? Đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, kiến lậu. Ba giải thoát là gì? Đó là không giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Tám hữu sắc là gì? Đó là đất, nước, gió, lửa, hương vị, xúc pháp. Hai vô sắc là gì? Đó là hư không, tức tánh. Tám giải thoát định là gì? Đó là bên trong có sắc, quán sắc bên ngoài. Bên trong không sắc, quán sắc bên ngoài. Quán tịnh, quán không có biên xứ, quán thức có biên xứ, quán vô sự hữu xứ, quán phi tưởng, phi phi tưởng xứ, quán tưởng thọ diệt. Chính bộ pháp là gì? Đó là khế kinh, kỳ dạ, thọ ký, già, tha, phúng tụng, nhân duyên, bản sự, bản sinh, phương quản. 12 hạnh đầu đà là gì? Đó là thường khất thực. Khất thực theo thứ lớp, ngày ăn một bữa, trước quán, sau mới ăn. Thọ trì ba y, y trầm vá, y phấn tảo. Thường ngồi trên tòa cỏ không nằm, ở ngoài trời, ở bên gốc cây, ở nghĩa địa, ở chỗ vắng vẻ. Thế nào là mười địa? Đó là hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, đang thắng địa, hiện tiền địa,
viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. 10. Pháp hàng phục của Bồ Tát là gì? Đó là mạng hàng phục, tâm hàng phục, thọ dụng hàng phục, pháp hàng phục, sinh hàng phục, thần thông hàng phục, giải thoát hàng phục, nguyện hàng phục, nghiệp hàng phục, trí hàng phục. 10 lực của Bồ Tát là gì? Đó là giải thoát lực, bạc khổ lực, quán lực, nhẫn lực, trí lực, đoạn lực, văn lực, nguyện lực, viên mãn lực, ái lực. 10 lực của Như Lai là gì? Đó là xứ phi xứ trí lực, tự nghiệp trí lực, tri chúng sinh tánh trí lực, căn thắng liệt trí lực, chủng chủng giới trí lực, chủng chủng thắng giải trí lực, biến thú hành trí lực, tỉnh lợi giải thoát đẳng trì đẳng trí trí lực, túc trụ tùy niệm trí lực, lậu tận trí lực. 4 tri là gì? Đó là biết hạt giống của các pháp, biết thuyết pháp, biết chánh đạo niết bàn, biết trí đoạn lậu tận. Năm tham đố là gì? Đó là pháp tham đố, lợi dưỡng tham đố, trụ tham đố, vị thiện tham đố, danh văn tham đố. 18 pháp bất cộng là gì? Đó là thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, không có tâm bất định, không có tâm dị tưởng, không có tâm biết xả, dục không giảm, niệm không giảm, tinh tấn không giảm, trí tuệ không giảm, giải thoát không giảm, giải thoát tri kiến không giảm, thân nghiệp hành theo trí tuệ, khẩu nghiệp hành theo trí tuệ, ý nghiệp hành theo trí tuệ, biết quá khứ không ngại, biết vị lai không ngại, biết hiện tại không ngại. 32 tướng là gì? Đó là bàn chân bằng phẳng, với bàn chân có hình bánh xe ngàn cân, tay chân mềm mại, dùng ngón tay chân có màng lưới sắc vàng, ngón tay chân thon tròn, ngón chân dài rộng hợp mu bàn chân, mu bàn chân dài rộng mềm mại tròn, bắp chân tròn như chân Na Chúa, hai tay tròn dài quá gối, âm tướng kính đáo như do Chúa, mỗi lỗ chân lông xoay một sợi xanh biếc xoay về bên phải, lông tóc uốn cong mềm mại, da trơn mịn không đám bụi nhơ, sắc thân vàng sáng đẹp, lòng bàn tay bàn chân cổ, hai vai tròn đầy, hai vai đỉnh đầu tròn đẹp, hai nách tròn, dung y đoan nghiêm, thân hình cao lớn, thân cân đối, phần trên thân như sư tử chúa, thành phố ánh sáng một tầm, 40 chiếc răng trắng như tuyết bằng khít, 4 răng cửa bén sạch đẹp, được thức ăn tối thượng, lưỡi dài rộng che phủ lên đến đỉnh đầu, tiếng nói như phàm tiếng ai cũng thích nghe, lông mi đều đặn như lông mi trâu chúa, mí mắt xinh đẹp, mặt như trăng tròn, lông mày như trăng mới mọc, lông trắng giữa chặng mày mềm xoay về bên phải. Trên đầu có dục kế như lộng cõi trời. 80 vẻ đẹp là gì? Đó là móng tay dài thon sạch, ngón tay ngón chân tròn trịa, xương gân không hiện lên, khoảng cách giữa ngón tay ngón chân kín đều, tay chân mềm mại vừa ý, gân mạch ẩn sâu không hiện ra, hai mắt cá không hiện ra, tới lui như voi rồng chúa, đi đứng khoan thai như sư tử chúa, đi đứng an bình như trâu chúa, tới lui thanh nhã như thiên nga, khi xoay nhìn thì toàn thân xoay theo chân tròn đẹp, đốt xương không hở như rồng cuộn, đầu gối chắc đẹp, những tướng ẩn thì viên mãn trong sạch, da mềm mịn sạch bóng, hình dung xinh đẹp không có những sự đáng sợ, cái đốt xương khít đẹp, tay chân yên định không lay động, thân tướng sáng suốt đẹp, ánh sáng trên thân luôn soi rọi, bụng vuông vức mềm không hiện ra, rốn sâu tròn đẹp, rốn dày không lồi, da trơn mịn không nhơ, chân tay tròn trịa, vằn tay không đứt, môi đỏ như son, mặt cân đối đẹp, lưỡi rộng dài, tiếng rền vang xa, tiếng nói hay, mũi cao thẳng, răng ngay thẳng, răng trắng, mắt sáng đẹp, mắt như cánh sen xanh, lông mi khít không bạc, lông mày dài mềm, lông mày màu lưu ly, lông mày dài ống mượt, tay dài cân xuống tròn, hai tay bằng phẳng, dung y đỉnh đạt ai cũng kính yêu, trán rộng vương vức, thân đẹp không ai sánh bằng, tóc dài nhiều ống mượt, tóc thơm sạch, tóc không rối, tóc không rụng, tóc ống mượt bụi không bám, thân khỏe như thân Nalaji, thân cao lớn tuấn tú, các lỗ trên thân sạch, thân đẹp không ai sánh bằng, mọi người nhìn không chán, mặt như trăng tròn, chỉ nhìn thẳng không quay lại, nét mặt tươi, thân không nhơ, mặt luôn thoảng hương thơm, cái lỗ chân lông thoảng hương thơm, đầu như mặt đạt na, chân lông sạch ấm như lông trên cổ chim công, âm thanh như phạm thiên hợp lý, nhục kế trên đầu không ai thấy được, ngón tay ngón chân đỏ hồng, khi đi chân cách đất bốn ngón tay, nhưng vẫn in dấu tự bảo vệ mình, không cần ai hộ vệ, người ác thấy thì vui, người sợ thấy thì an ổn, âm thanh hào nhã làm vui lòng chúng sinh, lời nói hợp với mọi loài, dùng một ngôn ngữ thuyết pháp nhưng chúng sinh đều tỏ ngộ, thuyết pháp tuần tự có nhân duyên,
quan sát chúng sinh nhưng không yêu ghét, làm việc gì trước quan sát xong mới làm đúng khuôn pháp, không ai thấy được hết tướng tốt, nhục kế chắc chắn, không già, nhật ngực có phước đức. Bảy vật quý của Long Vương là gì? Đó là xe vàng báu, vải báu, ngựa báu, ma đi báu, ngọc nữ báu, chủ binh báu, chủ tàng báu. Tám pháp của thế gian là gì? Đó là lợi suy, chê, khen, ca, ngợi, chế rượu, khổ, vui. Ba đời là gì? Đó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Bốn kiếp số là gì? Đó là đạt kiếp, mẫu na kiếp, tán địa kiếp, hiện kiếp. Bốn đời là gì? Đó là thánh đế, chánh thế, tượng thế, mạt thế. Hai pháp là gì? Đó là pháp sinh, pháp diệt. Bốn cách thọ sinh là gì? Đó là thai sinh, trướng sinh, ẩm thấp sinh, biến hóa sinh. Năm trược là gì? Đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Bốn ma là gì? Đó là phiền não ma, thiên ma, uẩn ma, tử ma. Sáu thú là gì? Đó là trời người Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Tám địa ngục lạnh là gì? Đó là pháo địa ngục, pháo liệt địa ngục, hổ hổ phàm địa ngục, hách hách phàm địa ngục, a trái trái địa ngục, thanh liên hoa địa ngục, hồng liên hoa địa ngục, đại hồng liên hoa địa ngục. Tám địa ngục nóng là gì? Đó là đăng hoa địa ngục, hắc thần địa ngục, trung âm địa ngục, tiêu hóa địa ngục, đại tiêu hóa địa ngục, thiêu thiên nhiên địa ngục, cực thiêu nhiên địa ngục, a tỳ địa ngục. Bốn đại châu là gì? Đó là nam tiền bồ, tây câu gia ni, bắc câu lô, đông thắng thần. Mỗi châu có 500 châu quyến thuộc lớn nhỏ quay quanh hai thiết luân, đó là tiểu thiết luân vi, đại thiết luân vi. Bảy núi vàng là gì? Đó là trì sông, trì trục, diêm mộc, thiện kiến, mã nhĩ, tượng tỷ, ngư chủy. Bảy biển là gì? Đó là diêm thủy, thủ lạc, tô mật thủy, kiết tường, thảo tủ. Sáu tầng trời cõi dục là gì? Đó là tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đau xuất, lạc biến hóa, táo tự tại. 17 cõi trời của sắc giới là gì? Đó là phạm chúng, phạm vụ, đại phạm, thiếu quan, vô lượng quan, cực quan tịnh, thiệu tịnh, biến tịnh, vô lượng tịnh, vô vân, phước sinh, quảng quả, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.